Từ mùng 1 tháng 4 âm lịch, ba con giáp đón lành tránh dữ, may mắn hết phần thiên hạ. Rất vui được chào đón quý anh chị quay trở lại với kênh Lê Lực Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên thay mặt những người làm chương trình xin được gửi tới quý anh chị và các bạn những lời chúc sức khỏe, chúc quý anh chị thành công trong cuộc sống. Quý vị thân mến, nếu là một trong ba con giáp may mắn này thì xin được chúc mừng các bạn. Tháng 4 âm lịch sẽ là một tháng tuyệt vời đối với các bạn. Vậy thì ba con giáp này là những con giáp nào? Và liệu rằng chúng ta có nằm trong số ba con giáp may mắn này hay không? Và bây giờ xin mời quý anh chị và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung chi tiết của video ngày hôm nay. Con giáp thứ nhất đấy là tuổi Sửu. Tháng 4 âm lịch năm Canh Tý đối với tuổi Sửu được xem là một quãng thời gian may mắn. Con giáp này có những bước tiến khá tích cực trên con đường tìm kiếm tài lộc. Tháng này tuổi Sửu sẽ có cơ hội hợp tác kinh doanh, khởi nghiệp và được nhiều người giúp đỡ. Tuy nhiên, Sửu luôn phải ghi nhớ câu nói dục tốc bất đạt, quá nóng vội sẽ không thể thành công. Con giáp này cần phải cẩn trọng khi mà lựa chọn đối tác, đừng chỉ nhìn vào cái lợi trước mắt mà lơ là cảnh giác. Nguồn thu từ công việc chính của tuổi Sửu trong tháng này khá tốt nhờ khả năng ứng biến, xử lý vấn đề linh hoạt, nhanh chóng của bản mệnh. Và thứ hai, đấy là tuổi Thìn. Tháng 4 âm lịch đối với tuổi Thìn báo hiệu may mắn đang đến với bạn khi mà công việc diễn ra suôn sẻ, thuận lợi. Những việc được xếp giao, tuổi Thìn đều hoàn thành xuất sắc, tương lai tươi sáng đang chờ bạn. Theo tử vi tháng 4 âm lịch này thì đường tài lộc và tình duyên của tuổi Thìn đều có cái chuyển biến tích cực. Về cuối tháng, vận trình sẽ được thịnh vượng vô cùng. Dù độc thân hay đã có đôi thì tháng này tuổi Thìn cũng sẽ có cái số đào hoa vượng vận, thường xuyên nhận được cái sự chú ý của người khác giới. Do được thần tài chiếu cố mà tháng 4 âm lịch năm Canh Tý này, chuyện làm ăn của tuổi Thìn cũng có cái tiến triển tốt, thuận lợi tăng lên gấp bội. Và tuổi thứ ba đấy là tuổi Tuất. Trong tháng 4 âm lịch này thì tình hình tài chính của người tuổi Tuất có cái chuyển biến tích cực. Không những thế, họ còn nhận được cái sự giúp đỡ của quý nhân để làm kinh tế. Người tuổi Tuất làm trong lĩnh vực ẩm thực, đá quý, buôn bán sẽ kiếm được những cái khoản lợi nhuận lớn, nâng cao thu nhập trong cái giai đoạn này. Những người đầu tư kinh doanh được sự giúp đỡ của thần tài nên dễ tìm được cái mối đầu tư tốt, thu lại cái số lời cao. Quý vị thân mến, trên đây đấy là ba con giáp tránh dữ, đón lành, may mắn hết phần thiên hạ trong tháng 4 âm lịch của năm 2020 này. Và nếu là một trong ba con giáp may mắn này thì xin được chúc mừng các bạn về tháng 4 âm lịch sẽ là một cái tháng tuyệt vời đối với bạn. Tuy nhiên thì các bạn thân mến, đây cũng chỉ là một cái thông tin mang cái tính chất tham khảo. Không phải ai cũng thành công và trở nên giàu có, công thành danh thoại chỉ nhờ vào bản mệnh. Quá trình nỗ lực, kiên trì phấn đấu, nắm bắt cơ hội mới quyết định được việc con giáp đó có đổi đời được hay không. Và xin cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn, thắc mắc hay là muốn tư vấn riêng về tuổi của mình thì quý vị hãy vui lòng ghi rõ rồi để lại lời bình luận bên dưới của video và ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong cái thời gian sớm nhất. Nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Lê Lực Tử Vi hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì các bạn hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Cuối cùng xin được chúc quý vị sẽ có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chúng tôi.